Trong xã hội hiện nay đầy sự nhộn nhịp, ai trong chúng ta cũng muốn mỗi lần đi làm về đều được thư giãn trong không gian yên tĩnh, né tránh sự náo nhiệt, tận hưởng không gian riêng tư. Tuy vậy, hiện trên thế giới đang có hai căn phòng mà mình nghĩ dù có yên tĩnh đến đâu, bạn cũng sẽ không dám vào. Đồng thời, hai căn phòng này từng được kỷ lục Guinness ghi nhận là căn phòng im lặng nhất thế giới. Nhiều người mô tả rằng khi bước vào căn phòng này, tâm trí họ dường như chỉ muốn phát điên và không thể ở quá lâu 45 phút. Vậy thì hai căn phòng đó như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Năm 1969, Steve Orfin vừa tốt nghiệp đại học. Ông ấy ra trường và làm việc như một nhân viên bán hàng cho ngành nội thất văn phòng. Ở thời điểm đó, những chiếc hộp làm việc ngăn cách mọi người để giữ sự riêng tư cho mỗi nhân viên văn phòng đang trở nên thịnh hành. Orfin được giao nhiệm vụ đi bán một chiếc hộp như vậy. Nó được quảng cáo là có khả năng cách tâm tuyệt đối. Người bên ngoài không thể nghe lỏm cuộc nói chuyện điện thoại của người ngồi bên trong, hay bị bất cứ âm thanh phiền toái nào phát ra từ bên trong, nhưng nó chỉ là quảng cáo, chiếc hộp đã không làm việc hiệu quả. Không ai biết tại sao thiết kế của nó lại thất bại, ngay cả nhà sản xuất cũng không giải thích nổi. Orfin bỏ việc, và một vài năm sau đó, người ta thấy ông cho xây dựng cả một phòng thí nghiệm ở Minneapolis. Bên trong phòng thí nghiệm Orfin đặt tại Đại học Brigham Young, Mỹ, có một căn buồng được mệnh danh là căn phòng yên tĩnh nhất trên trái đất. Orfin đã thành công trong việc tạo ra một căn phòng triệt tiêu mọi âm thanh phát ra từ nó. Đó chính là một báu vật mà Orfin không thể bán cho bất cứ người nào. Ông sử dụng nó như là một trung tâm nghiên cứu, phục vụ mọi thử nghiệm liên quan đến âm thanh. Đồng thời, ông cũng cho phép các công ty đem sản phẩm của họ tới đây để kiểm tra những tiếng ồn mà chúng có thể tạo ra. Cơ quan hàng không NASA cũng đã gửi các phi hành gia đến đây để giúp họ thích nghi với sự im lặng của không gian. Căn phòng này được gọi là buồng anechoic, với anechoic trong tiếng Latin nghĩa là noecho, tức là không có tiếng vang. Nó thực chất là một căn buồng bên trong một căn buồng khác. Tất cả tường, nền nhà và trần nhà của nó được lót bằng các tấm nêm sợi thủy tinh giống bọt biển dày gần 100cm. Tiếp đó, 6 mặt căn buồng được bọc bằng các tấm thép dày tới 10cm. Ngoài cùng là một lớp bê tông dày 30cm nữa. Orfin cho biết, các căn phòng yên tĩnh nhất mà bạn từng bước vào, chẳng hạn như một phòng ngủ có mức độ ồn thấp nhất cũng rơi vào khoảng 30 dB. Nhưng mức độ ồn trung bình bên trong phòng thí nghiệm Orfin chỉ là âm 13 dB. Điều đó có nghĩa là những sóng âm tồn tại trong này, dưới cả ngưỡng tai người có thể cảm nhận được. Căn buồng không có tiếng vang này đích thị là nơi yên tĩnh nhất trên trái đất, và có những tin đồn kỳ lạ về nó. Người ta nói rằng bạn không thể đứng vững ở trong đó. Khi đèn bị tắt đi và không có một tiếng động nào xung quanh, bạn sẽ mất phương hướng, chóng mặt và buồn nôn. Một số người tin rằng họ có thể bị phát điên khi ở trong căn phòng này, bởi sự im lặng có thể cũng giống như một hình thức tra tấn. Khi không có âm thanh nào phát ra từ bên ngoài, thứ duy nhất bạn có thể nghe thấy là những âm thanh phát ra từ chính cơ thể bạn. Đó là tiếng sột soạt của quần áo, tiếng nuốt nước bọt, tiếng thở, nhịp tim đập và thậm chí cả tiếng máu chảy trong não bộ. Đã từng ghi nhận kỷ lục của một người giữ được tỉnh táo khi ở trong căn phòng này, chỉ là 45 phút. Tương tự như căn phòng của Orfin, năm 2015, ngay tại thành phố Redmond, Washington, Mỹ, Microsoft đã cho xây dựng căn phòng được ghi vào sách kỷ lục Guinness Thế giới là nơi yên tĩnh nhất hành tinh. Công trình nằm ẩn mình bên trong tòa nhà 87, trụ sở chính của Microsoft ở thành phố Redmond, Washington, Mỹ. Tại căn buồng không dội âm này, các thử nghiệm siêu nhạy cảm được thực hiện cùng năm, cho kết quả đọc tiếng ồn xung quanh trung bình là âm 20,353. Căn phòng có thiết kế đặc biệt có hình lập phương, các chiều dài 6,36 m. Các bức tường cấu tạo bởi 6 lớp bê tông, mỗi lớp dày 30 cm. Mặt tường, sàn, trần bên trong đều phủ bằng chất liệu xốp từ sợi thủy tinh, sắp xếp theo hình mẫu khử âm, làm nhiệm vụ chặn mọi tiếng ồn từ bên ngoài. Trên mặt sàn còn có thêm lưới làm từ sợi cán thép. Tổng giá trị đầu tư cho một căn phòng yên tĩnh tuyệt đối như vậy là 1,5 triệu USD. Không quá lời khi nói rằng, đây chính là nơi tra tấn kinh hoàng khi chưa ai dám ở bên trong quá 45 phút. Một số ít những người có cơ hội trải nghiệm bên trong cho biết, họ thậm chí nghe thấy tiếng xương của cơ thể cử động, tiếng rít trong tai, âm thanh sôi sục từ dạ dày. Kỷ lục con người có thể ở trong căn phòng đặc biệt này lâu nhất là 45 phút. Sau đó, khách tham quan rơi vào trạng thái buồn nôn, có ảo giác. Đó cũng là thời điểm bộ não bị đánh bại và mất đi cảm giác. Người đứng đầu trong nhóm thiết kế xây dựng nên căn phòng yên tĩnh cho biết, Matt Weinberger, một phóng viên người Mỹ từng có cơ hội thử thách bản thân tại đây.
nhớ lại trải nghiệm khó quên. Anh cho biết, chỉ ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại, mọi âm thanh lùi về phía sau và tất cả yên tĩnh tuyệt đối. Không gian tĩnh lặng đến ngạt thở. Tai tôi có những âm thanh kỳ lạ vang lên, còn đầu óc như muốn nổ tung vì ngột ngạt. Sau đó là cảm giác mất phương hướng. Nếu ở lâu hơn nữa, tôi sẽ phát điên, Matt kể lại. Nếu căn phòng của Orphin cho mở cửa đón khách tham quan, thì căn phòng Microsoft tạo nên chỉ để phục vụ mục đích nghiên cứu và chữa bệnh nhân có vấn đề về tâm lý. Tại căn phòng của Orphin, du khách có thể đăng ký 2 tour một tuần với giá mỗi tour 125 USD một người. Theo lời giới thiệu, chỉ trong khoảng 30 giây tới 1 phút, du khách bắt đầu nghe được những âm thanh từ cơ thể mình, tiếng phát ra của đầu gối và khuỷu tay khi xương cọ sát vào nhau, tiếp đó là nhịp tim và cả tiếng từ lá phổi. Không chỉ đón tiếp khách du lịch, đây cũng là nơi dùng để nghiên cứu trị liệu dành cho những người mắc chứng tự kỷ, rối loạn căng thẳng sau chấn thương và một số bệnh tâm thần. Như vậy, qua video này chúng ta có thể thấy được không gian, ứng dụng và những biến chứng mà hai căn phòng yên tĩnh nhất thế giới này mang lại cho cơ thể. Qua đó, chứng minh được âm thanh cũng có tác động vật lý mạnh mẽ đối với cơ thể con người. Bạn nghĩ sao về hai căn phòng này? Nếu có dịp, bạn có dám thử bước vào tham quan và trải nghiệm hai căn phòng này không? Nhớ để lại bình luận về những trải nghiệm của bạn ở bên dưới video này nhé!